Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Campuchia bỏ dự án của Mỹ để theo Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thạch Bách xác nhận hôm Chủ nhật rằng Campuchia đã san bằng một cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ ở bờ biển phía Nam. Động thái mới nhất trong quá trình mở rộng căn cứ hải quân quan trọng chiến lược đang được phát triển với tiền viện trợ gây tranh cãi của Trung Quốc. Tờ báo Wall Street Journal năm ngoái cũng đưa tin về dự thảo thỏa thuận bí mật cho phép Trung Quốc cập cảng tàu chiến tại căn cứ hải quân Riem gần thành phố ven biển Sihanouk của Campuchia. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân Riem của Campuchia. Lầu Năm Góc cho biết họ lo ngại về các nguồn tin cho rằng cơ sở chỉ huy chiến thuật của hải quân Campuchia do Mỹ tài trợ tại Riem đã bị phá dỡ và yêu cầu chính phủ Campuchia giải thích. Tòa nhà dài khoảng 30 mét từng là nơi chứa một số tàu tuần tra loại nhỏ. Văn phòng Thủ tướng Hun Sen cho biết trên trang tweet như sau: Campuchia đã san bằng cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Riem vì tòa nhà này cần được cải tạo. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Chech cho biết cơ sở này đang được chuyển đến một địa điểm mới tại Kom Phaek gần cảng Sihanouk để dọn đường cho việc mở rộng căn cứ hải quân tại Riem vì rất nhiều tàu sẽ cập cảng tại đây. Trước đó, hãng tin Night Asia đã dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao của Campuchia cho biết Trung Quốc đang giúp đỡ việc mở rộng cảng Riem, nhưng ông Chum Chech nói rằng Trung Quốc không trợ giúp cho việc này. Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Campuchia giải thích lý do tại sao họ từ chối đề nghị sửa chữa căn cứ Riem, nói rằng quyết định này đã làm dấy lên những đồn đoán về kế hoạch có thể cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú tại đây. Chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Campuchia để cho phép nước này bố trí lực lượng tại căn cứ, đồng thời nói rằng việc tổ chức các lực lượng nước ngoài sẽ trái với hiến pháp của Campuchia. Campuchia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á và đã nhận được hàng tỷ đô la viện trợ của Trung Quốc cũng như sự hậu thuẫn chính trị cho ông Hun Sen trước sự chỉ trích của phương Tây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng Campuchia trong những năm gần đây ngập lụt với các khoản đầu tư của Trung Quốc đã cương quyết phủ nhận báo cáo này, mặc dù Thủ tướng Hun Sen đã nói rằng việc viện trợ từ Bắc Kinh sẽ tài trợ cho việc phát triển căn cứ hải quân. Các hình ảnh vệ tinh do CSIS, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, công bố trong tuần này cho thấy một cơ sở do Mỹ tài trợ trên căn cứ hải quân Riem đã bị phá hủy, tạo nghi vấn về sự tiếp cận như đã đồn đại của Trung Quốc. Nhưng tướng Thạch Bách, người cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã bác bỏ những quan ngại hôm Chủ nhật. Chúng tôi đã di rời cơ sở đến một địa điểm mới. Chúng tôi không thể giữ nó nữa và tòa nhà đã cũ rồi. Ông nói với hãng tin AFP và xác nhận rằng cơ sở đã bị đánh sập vào tháng trước. Trụ sở chiến thuật của Ủy ban An ninh Hàng hải Quốc gia được khánh thành vào năm 2012. Trụ sở này sẽ tốt hơn nhiều ở địa điểm mới, tướng Thạch Bách đã nói, và thêm rằng Campuchia chỉ sử dụng một sự hỗ trợ nhỏ từ phía Mỹ là tòa nhà hiện đã bị phá bỏ. Cơ sở mới hiện nay đã được xây dựng cách Riem khoảng 30 km về phía Bắc. Căn cứ Riem đã tạo ra sự giám sát đối với vị trí chiến lược ở Vịnh Thái Lan, nơi có thể sẵn sàng tiếp cận Biển Đông nhưng có nhiều tranh chấp và là tuyến hàng hải toàn cầu rất quan trọng. Đáng chú ý là Riem chỉ cách biên giới Việt Nam và Campuchia chỉ có 100 km mà thôi. Đây là hình ảnh ông Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với phần lớn vùng biển giàu tài nguyên cạnh tranh với 6 quốc gia khác. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã nhiều lần khẳng định hiến pháp Campuchia cấm bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trong biên giới của nước mình. Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng lắm mưu nhiều kế này biết rất rõ về khả năng xảy ra phản ứng dữ dội chống Trung Quốc từ công chúng, đặc biệt là ở Sihanouk, nơi có doanh nghiệp và sòng bạc hiện nay phần lớn thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới, ông Hun Sen trong những năm gần đây đã tránh nghiêng hẳn về phía Mỹ do bị Washington chỉ trích về những cáo buộc lạm dụng của chính phủ ông. Campuchia cũng mua nhiều vũ khí của Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí từ Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên trang Facebook vào hôm 29 tháng 7,
khi đến thăm công trình xây dựng sân vận động ở Phnom Penh, món quà của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia đã chi 40 triệu đô la mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay, chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đạt con số khoảng 290 triệu đô la cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Và thực hư quanh chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ra sao? Đây là hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ đã bị san bằng một phần. Mới đây nhất, chính quyền của ông Hun Sen gọi bài báo trên Wall Street Journal về một thỏa thuận bí mật Campuchia-Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Riem. Đoàn nhà báo này đến Sihanoukville và chỉ ra tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả. Mặc dù vậy, giới chuyên gia về an ninh quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch thông tin tuyên truyền của Campuchia. Căn cứ hải quân Riem ở tỉnh Pek Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Hai báo Úc và tờ báo tại Sydney Morning trích lời tiến sĩ Yuan từ Đại học Trobe nói rằng sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Campuchia xây một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ tạo vị trí bán quân sự và khi cần thì Trung Quốc mới chuyển lực lượng tới đây. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng John từ Đại học Quốc gia Úc đã nói Úc cần phải đánh giá lại bố trí an ninh cùng đồng minh trong nhóm 5 quốc gia gồm có Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia cộng với các căn cứ đã có ở các nơi như Bhutan và Pakistan thì tính toán an ninh của Úc phải thay đổi, theo tờ Sydney Morning đưa ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2019. Ngay từ năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây cho Trung Quốc. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân Riem ở tỉnh Pek Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Phân tích gia Malcolm David từ Viện Chính sách Chiến lược tại Úc trong bài viết đăng hôm 29 tháng 7 nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ hải quân Riem có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây, thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng Đông Bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp, theo Worldcom Davis. Hôm 26 tháng 7, Campuchia cũng tổ chức đưa phóng viên tới tham quan căn cứ hải quân Riem để chứng minh nơi này không hề có người Trung Quốc nào sử dụng. Và việc xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm cũng đang tiếp tục được bàn tán. Vào tháng 5 năm 2019, Andre Nachemson đã viết trên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng giới quan sát nghi là sân bay to trên đảo Côn Không có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ giữa Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói Campuchia cho tập đoàn UNK của Trung Quốc thuê 45.000 hectare đất trên đảo Côn Không tới năm 2108, theo thỏa thuận là 99 năm. Tại đây, UDK cho xây dựng đường băng dài 3,4 km, dài hơn sân bay quốc tế ở Phnom Penh và hơn hẳn sân bay dân sự, chỉ cần tối đa 2,8 km mà thôi. Về lý thuyết, đường băng khổng lồ này là để phục vụ một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng, theo báo cáo chia sẻ. Dù là công ty tư nhân, UDK từng có vinh dự được đón một lãnh đạo Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn đến tận nơi thăm dự án Côn Không. Được biết, công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc, ủng hộ. Và Mỹ cũng đòi Campuchia điều tra đặc khu kinh tế Sihanouk. Đây là hình ảnh đặc khu kinh tế Sihanouk. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã thúc giục Campuchia phải điều tra về một đặc khu kinh tế do Trung Quốc sở hữu sau khi có dấu hiệu cho thấy các công ty hoạt động trong khu vực này né thuế đối với các sản phẩm xuất sang Mỹ. Đặc khu kinh tế Sihanouk nằm ở phía tây của thủ đô Phnom Penh, bác bỏ báo cáo của Mỹ, theo đó nói họ đã cho phép công ty vận chuyển hàng qua đặc khu và nói cuộc điều tra nội bộ cho thấy không hề có hoạt động như thế. Và cũng nói rằng không có công ty nào trong toàn bộ 29 doanh nghiệp hoạt động trong đặc khu này có xuất khẩu hàng sang Mỹ bị điều tra hay trừng phạt bởi hải quan Mỹ trong thời gian gần đây, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã tường thuật.
đặc khu này là khu công nghiệp do các nhà đầu tư Trung Quốc tài trợ, đồng thời tham gia điều hành chung. Hồi tháng 4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng có hơn 160 doanh nghiệp hoạt động tại đây là khu vực công nghiệp mà ông gọi là mô hình thành công cho các dự án Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ quyết liệt theo đuổi các cáo buộc tránh thuế và sử dụng công cụ pháp lý có trong tay để ngăn chặn những kẻ vi phạm luật hải quan và thương mại của Mỹ. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh, Emily Sipek, đã được Reuters dẫn lời như vậy. Các công cụ đó có thể gồm cả các biện pháp như trừng phạt dân sự và hình sự hoặc các hành động cưỡng chế khác, bà nói thêm. Kể từ năm 2017, đã có 2 trường hợp các công ty hoạt động tại đặc khu kinh tế Sihanouk đã bị phát hiện nhập khẩu hàng vận chuyển qua đặc khu và đã bị áp thuế chống phá giá, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã viết. Trong cả 2 trường hợp, các viên chức Hoa Kỳ tiến hành thanh tra tại chỗ đặc khu kinh tế Sihanouk và xác định rằng tuy được xuất trình như hàng Campuchia, nhưng số hàng hóa nghi vấn là có gốc gác từ Trung Quốc, được đưa nhập khẩu vào Hoa Kỳ, thông cáo đã viết như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10 năm 2020 với bản tin Campuchia bỏ dự án của Mỹ để theo Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.